Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Chiều tối hôm nay thì quay trở lại bữa sầu riêng hiếu nghĩa 415 Cách Mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Quá trời sầu riêng luôn. Ôi, bữa nay nguyên một nhà sầu riêng luôn. Đi đâu cũng thấy sầu riêng luôn. Chào Dũng nha. Chào anh. Em chào cô chú anh chị trong nước và ngoài nước ạ. Rồi, cô chú anh chị trong nước và ngoài nước chào Dũng nha. Rồi, em cảm ơn ạ. Ăn gì chưa? Dạ, ăn sầu riêng rồi ạ. Ăn sầu riêng hả? Ok cho. Giờ lấy bao nhiêu nữa nè? Lấy cái nào bảo dừng. Rồi, lấy đi, bao giờ bảo dừng thì dừng kìa. Quá hấp dẫn. Được chưa? Bỏ ra luôn, khỏi trẻ. Ghét quá kìa. Cái này về miền Tây và màu có luôn khỏi trẻ khỏi vậy thì biết vậy này giá sầu riêng như thế nào Dũng ơi? Dạ dạ giá rẻ lắm anh. À, giá rẻ hả? 50 ký vậy anh chơi. Dạ. Rồi ơi trời ơi, em gái nói là bao giờ dừng dừng, cứ từ từ nha Dũng, đừng có lụ bụi nha. Rồi hết rồi chị ơi. Để thêm cho Thái nè. Mới có 557 ngàn à. 557 ngàn à. Tiếp tục đi. Em bữa nay mà mình cưới là để xong đây đi chị, em kèm để chương ra thôi mà. Không, không phải bữa. Sao là đi miền Tây. Lấy cái bóc này. Bóc này đi, mấy người bóc không đi. Rồi, ok chưa? Rồi thêm hai trái Thái nữa kìa. 550. Hết tiền rồi. 550. Hết tiền hả? Vậy sao kêu tức thôi. Dạ ông cho thiếu mà. Hả? À, ông cho thiếu hả? À? Ông cho thiếu mà, ông cho thiếu mới nói vậy chứ mấy bạn giỡn gì. Bữa nay sầu riêng dữ trời à. Quá trời quá đất luôn. Nguyên một nhà sầu riêng luôn. Quét bên kia kìa, ổ mua hoài mà tại. Mua hoài chứ không có tiền đâu, trả hoài, trả chạy. Tôi nhớ là cái... Rồi, sầu riêng nè. Bây giờ là đi đâu cũng đụng sầu riêng đó nha ông bà, cô chú anh chị và các bạn. Đi đâu là em cũng đụng sầu riêng đó. Đó. Nguyên một nhà sầu riêng. Sao Dũng? Thui bốn trái hả? Bốn trái mà được trái mới hả? Rồi cảm ơn gái. Rồi, cảm ơn nhiều đẹp luôn. Cái gì mà thấy quan mang vậy? Bốn trái mà dư ra hai hộp. Trái đâu? Mau giàu. Giàu không? Bốn trái mà dư ra hai hộp. Xong chưa? Xong luôn. Xong chưa? Rồi bà chủ có đứng trong kia bà kêu bà chịu chịu thua thôi, cái gì đâu. Cái gì? Chưa biết không chuyện gì đâu ba. Dũng nó đòi cưới vợ. Mà đang phân vân. Ấy là cuối năm cưới nhưng mà không biết là tính toán như thế nào. Đã dữ vậy anh. Cứ cưới bình thường thôi chứ có gì đâu. Này quá trời sầu riêng luôn á. Một ký hả má? Một ký cơm sầu riêng. Bữa nay nguyên nhà sầu riêng luôn. iPhone 16 ra rồi kia nè, Sóc ơi. Hai mới kêu là hướng về miền Bắc, giờ kêu iPhone 16, anh Long dạy có game không? Hư cái gì? Hy vọng là bà con ở ngoài mấy tỉnh miền Bắc á, vượt qua nha. Tất cả mong là tất cả đồng bào ở cả nước hướng về miền Bắc, dạ.
Đợt này lũ ghê quá ông bà cô chú ơi. Nói chung là bây giờ đang lũ đang lên. Ngày nào cũng cập nhật báo chí, xem báo chí hết. Chết em rồi chị Tiên à. Em lười em không gặp, bây giờ nó dính cuốn á, trời trời làm sao. Sao dính cuốn? À, nó vừa chín tới phải không? Chọc kiểu Thái đi. Chọc kiểu Thái đi. Lấy bao tay ra. Á giờ vậy chứ khó rồi chứ. Hả? Giờ lỡ cỡ vậy chứ khó. Báo không? Mình mới kêu gọi bà chủ, kêu bà tính ủng hộ. Bà chủ vừa sầu riêng ủng hộ bao nhiêu nè, Dũng tợ khui ủng hộ bao nhiêu nè. Hướng về miền Bắc cho nè. Chuyển vô hội chữ thập đỏ á. Em làm quanh năm em không thấy lương đâu. Làm quanh năm mà không thấy lương đâu hả? Hả? Nó làm gì đâu, nó làm mấy cái tuần hai tuần sao không đủ tiền về quê không chơi tuần. Không tiêu hết hàng rồi bắt đầu không lây lại. Hay thiệt á. Có tiền để làm gì đâu anh. Ừ. Đấy anh tự nhiên nói câu đó em không biết nói sao luôn nữa. À. Tôi thấy được chứ, khui sầu riêng mà giấu không à. Sao ông bà cô chú xem clip thấy vui được. Đây. Ừ. Đó. Ờ. Ngon chưa? Hôm nay sầu riêng rất là nhiều luôn. Nhưng mà thấy Dũng khui hơi vất vả một xíu nha. Nó vừa tiến tới, nó vừa tiến tới khó, hơi khó. Năm ký cơm mà đâu chắc phải nửa tiếng hồi mới xong. 5 ký cơm á hả? Nửa tiếng à? Do nó mới vừa tiến tới, chín cây hết luôn á, bữa nay chín cây quá trời luôn mà. Thích ăn khô anh. À khách thích ăn khô hả? Nên là cái này mình phải cắt theo kiểu Thái mới đúng. Vừa chở cô khách về nhà ra mắt cháu gái. Cô đó là cán bộ đó nha. Nhìn nghe cô nói là biết rồi đó. Cán bộ. Nhà cấp đó là biết rồi. Giống như ông chú trên mà vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa trên cũ á. Là cũng cán bộ đấy. Trên cái con da bên đó anh Lâm. Ừ. Cũng cán bộ. Còn nãy cô nói không, ăn xuống mua sầu riêng mà quay lên truyền hình gặp Nguyên ít ngày nữa lên chỗ đi họp. Ở quận 3, cả quận 3 biết luôn.
dùi hả? Được không? Lấy tay ừ. Dạo này không thấy có chú đạp xe đạp mua sầu riêng nữa hả? Mới hôm qua hả? Ờ, tưởng chú giận gì chứ. Tưởng chú giận gì chứ. Chú cái coi clip ấy, thì bữa nào chú canh có con coi thử nha. Chứ lâu lắm mà không thấy chú. Mấy hôm qua thì chú ghé chú mua một ký cơm. Ký cơm hả? À. Bà ngoại ăn mà. Bà ngoại thích ăn ráo hả? Lấy bà ngoại lấy trái to nhất cái này Dũng. Lâu lâu cháu ngoại mua cho trái sầu riêng, phải mua trái cho maximum chứ. Về ngoại ăn cho đã. Về cho ngoại ăn đã luôn chứ. Trái 4 ký chín thôi, đừng có lấy 5 ký làm gì. Lắm. Đúng chưa? 26.000 chị gái ơi. Rồi thu cái giùm anh. Ok luôn. Okay. YouTube hả gì vậy? YouTube Cuộc sống Sài Gòn TV. Đúng rồi. YouTuber. Dạo này cái màn hình nó hơi bị dính dầu hay là dính mỡ gì. Hơi mờ. Chập nữa phải có xíu cồn bỏ vô. Cồn 4-5 độ bỏ vô cho nó lại. Dũng hả? Dũng nghe cồn Dũng khoái lắm. Cả tình lễ có uống được mấy cồn mà đâu. Thôi không thử đâu. Thử đi cho chắc. Thử đi chứ, về ngoại kêu mua sầu riêng hay sao. Thử cho miếng đi, lỡ cắt rồi kìa. Có ổn không? Ngon. Cháu bà ngoại nha. Rồi. Bà ngoại mà thích ăn khô. Cái này là bà ngoại cũng lớn tuổi lắm rồi đó. Rồi, 2 muối. Cái đó bị gì ta sượng hả? Sượng. Dạ, đúng rồi chị. Chập nữa có cái đắp vô lại. Thái này ảo quá. Ừ. Tại sao vậy? Ừ. Mày hỏi tao. Còn muối vậy? Muối. Muối kìa. Muối lẻ kìa. Nó khô quá. Ừ, khô à. 2 muối luôn. Rồi. 226. Ồ, bà ngoại nói giỡn chứ mình bà ngoại ăn bao nhiêu ăn không nổi đâu. Ngoại làm muối 2 muối là bà ngoại thì bà nhỏ nữa. À. Chào Dũng. Mấy bữa nay thiếu cồn hả? Thiếu cồn anh. Hả? Thiếu cồn, cả 10 bữa nay không có miếng cồn. Trong người mấy bữa nay không có miếng cồn hàng gì, thấy nó không có tươi tỉnh lắm. Mấy bữa nay không có tươi tỉnh lắm.
mấy bữa nay nó ngu người quá mà. À, thiếu cồn hả? Nhiều quá trời luôn mà. Sầu riêng Dũng ơi, sầu riêng cho cô chú kìa, 4kg cho cô chú luôn. Dạ, 4kg luôn. Dạ, trời, lên hình một xíu thôi, về mình coi mình mới có thấy mình được chứ. Sầu riêng luôn Dũng ơi, cả cái quận 3 là nó biết. Trời ơi, đâu phải quận 3 đâu mà cả nước luôn chứ. Cả đi lên trên quận 1 nó cứ cười. À. Cô chồng. Rồi vô luôn cô ơi. Dạ. Ngày ra mà nó còn cứng á. Lấy một trái đi. Một trái. Đi Thái mà Thái. Bữa nay còn có Thái ngon. Biết cái nào ngon rồi đấy. Đi ăn sáng. Đi sáng rồi giờ nó đang hết trứng luôn á trời. Đây ăn sao? Có gì đây sao? Đi hổ nè. Ủa, chú chở cô rồi chú về hả? Đâu, xe ôm. Dạ hả? Dạ dạ dạ, à, con tưởng chú chở. Xe ôm đầu đi. Dạ. Lên chờ được cô rồi, phúc quá. Ông chín mấy tuổi rồi? Đó, chú chín mấy tuổi rồi hả? Ông có chờ tao được thì đỡ quá. Dạ. Chị Tiên giao dịch với cô lên chị Tiên. Bữa nay là nguyên một nhà sầu riêng luôn á. Dạ. Chị Tiên có báo em không chị Tiên? Chị Tiên có báo không? Mới ăn trái bắp thôi. Trái bắp của chú ấy mà. Ơi, sầu riêng nhiều lắm. Nguyên nhà sầu riêng. Đó là sầu Thái nha, 100.000 kg. Rồi, ra đây con Thái luôn. Ăn Thái này nha cô. Thái bên đây ngon. Màu Thái nó là. Dạ, màu Thái. Đúng rồi, màu Thái nó vậy. Ok không cô? Quên đấy chứ, đang bán bên đây nói đâu bên kia không. Họ cô giận luôn, chẳng biết nữa. Giận là chết luôn á. Cháu gái bán sầu riêng luôn đây mà. Nó chồng bán sầu riêng. À, cháu gái hả cô? Ơi, à. Vậy là Dũng may mắn quá rồi. Anh đang đòi cưới vợ đấy cô. À. Đang đòi cưới vợ kìa. Có cô nói là có cháu gái kìa Dũng. Cô nói mà chưa thấy cô dẫn ra khi nào luôn. Hôm nay mới đang học lớp 12. À, mới học lớp 12 thôi. Mong thơm, mong thơm. Nay sầu riêng ngon quá trời luôn á, rất là nhiều sầu riêng luôn. Dạ, mới vừa về luôn. Ngày hôm qua con ghé là leo nghêu có mấy trái hả? Có mấy trái con đi luôn. Dạ. Hai cái mấy nha. Tại bên này cơm vàng thứ vậy? Thêm trái nước nè. Làm trên tiểu mà, phải mua lại tiểu đấy. Ủa sao cô đi rồi? Cô ri hả? Ngày hôm qua nói là hôm nay có ri chín mà sao? Bán từ sáng rồi. Bán từ sáng thấy rồi hả? Bán nãy thất bại sao vậy Tiên? Em tắt cái nó ra làm hai luôn, không biết sao. Đây.
An Giang ở Túc dưới kia rồi chuyển gì đây? Đang ở dưới chỗ siêu thị từ mấy chợ lớn á. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cô ở dưới khúc đó hả? Chứ sao nữa. Trời ơi. Chả là phở phạt, phạt Dũng rồi. Ừ, phạt cả chồng luôn. Ủa đây quan gì tới em đâu phạt em anh. Phải phạt cho ba chủ kia. Đang ở dưới kia ngon trứng mà chuyển lên tới đây này. Dưới kia cao quá. Chịu không nổi. Mới cao quá. Cao mà khó bán. Cao mà dễ bán thì nó khác. Nhiều lúc cái mặt bàn kinh doanh nó cũng khó. Con la đẻ con bóng cho chỗ ở khỏi bán. Cô nói là cô ăn sầu riêng mà lên truyền hình nó sẽ có nguyên cái quận 3 biết luôn. Ít ngày cô đi họp à. Ô, trái nó ngon đấy. Ngày xưa cô lấy cái gà mà bây giờ nó là chỗ đầu gà lá é. Dạ dạ. Cô lấy tiết ở trong hẻm. Ủa cô hả? Bây giờ tao lấy là cho trong lên được. Dạ. À vậy là cô cán bộ ấy hả? Ngày xưa hả? À, chú. Cái chú mà vừa sầu riêng cũ cũng là cán bộ đấy. À vậy hả? Dạ, cán bộ ngày xưa. Đâu, cô này. Từ cái hồi dưới đó. Từ hồi dưới. Dạ. Đúng không? Từ dưới về đây. Dạ. Ngày xưa mà lấy cái mặt bằng phía trước là ngon đó cô hả? Đầu gà nái é đó. Dạ dạ con biết rồi. Xong rồi nó KFC, xong bây giờ nó mới chuyển thành cái đầu gà nái é. Dạ. Thôi ở trong đó nó đừng ồn ào cô anh. Gà cả rồi, ở ngoài ồn ào làm gì đâu. Đấy, hồi xưa sợ như vậy nên lấy tích cái đất. Quan trọng là ví dụ như mình mà như mình để cái mặt bằng mình cho thuê, mình ở trong muốn đỡ ồn biết mấy chuyện bình thường. Rồi. Thêm nữa không cô? Thôi lấy hai hộp. Dạ. Bỏ đây. Mà chưa đầy. Hai hộp chưa đầy. Hai là bỏ đầy luôn nha cô. Rồi, 531 ngàn. Thường mua cả triệu, nay mới có 500 mấy à. Ừ. Rồi, 301 anh trai ơi. Lấy em kia đó nè. Tôi mẹ. Dũng nhìn cái Dũng. Chập trái màn hình luôn á anh. Đó. Hả? Chập trái màn hình á. Con ở đại con xíu rồi, chút con chở cô về. Ừ. Chạy ra mắt cháu gái luôn. Rồi. Ôi, nó đi học chưa về nữa. Rồi. Nó đi học giờ này chưa về. Chết yeah. Chứ. Bây giờ chỉ còn nằm cũng chắc xã hội cũ. Dạ. Cô chờ một xíu đi, chở cô về lên tới đó. Rồi thử luôn trai ơi. Cho nó có ngọt cắt ngay không? Cô đều nhà nha. Ok không anh? Ok. Bữa nay ngon á. Ok. Thank you.
rồi, lên xe chở cô mà cô gì ra mắt cháu gái coi. Lên nhà. Lấy mũ bảo hiểm ra. Hỏi mũ bảo hiểm rồi cô. Lên kia không mang. Dạ. Dạ, không có sợ hả? Trong cố địa. Có bắt con không? Không. Không bắt con sao? Không dám bắt đâu. Dũng chở cô về kìa. Cô hình qua Dũng ra về có bắt. Ơi. Rồi. Dạ. Dạ. Bất ngờ Dũng được muốn cưới vợ là có cô giới thiệu luôn. Nó giỡn tao đội cái mũ lên chứ không là lên kia công an nó lộm á. Cô có kia rồi, tôi bất ngờ gặp. À, về cái gì cái alo cô. Ghê Dũng không? Dũng quá là thời cơ, chớp thời cơ liền chứ đâu đơn giản đâu. Dũng chớp thời cơ liền chứ. Tình hình sao Dũng? Tình hình là ghé nhà cô rồi thấy sao? To quá to. Nhà cô quá to luôn hả? Thấy ưng ý không? Bây giờ là xẹt hẻm Cách Mạng tháng 8 mà quận 3 rồi biết bao nhiêu tiền? Một ký cơm ráo dẻo.